Nướng tiền. Oh. Em bảo tí anh đứng block em được. Để cho em đỡ bị rơi dưới không khi cái rào nó cứ thì cơn mẹ cắm cái mặt trong đất rồi. Ok ok. Nó cứ bị dướng về trước nó cứ di dần đấy. Ok ok. Ok. Thấy mình chưa? Sao con đi bộ kìa? Thịt mẹ vướng cả cái bức tường ấy. Con đã thấy mình chưa? Kìa con vẫn ở kia kìa. Cho nó chém cái cột đang đổ ngay mà. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi, chéo đi thì bạn nó chém anh ấy. Đúng rồi, đúng rồi, nó chém đổ bức tường đi. Đấy, chém phát được cùng cái cột luôn này. Ui. Đúng rồi đấy. Chú mình đã chết cụ mày. Mày chết được con ạ, địt mẹ tôi đang sống hộ. Tao bắn chữ đam vào bố mày. Nhờ nó. Đây là... Là mình tiếp ăn chích thì cần làm YouTube với tiếp ăn chích. Mấy thằng kia luôn không bằng mình được. Được rồi, tí anh... Tê hoài thì là chết chắc luôn rồi, bắt lại anh sống được thì thánh mẹ luôn. Tí anh quay lại cái là anh kia chích chích để giết là ngày anh đang lên YouTube. Dưới. Phải đáp. Mày có bắn ở tường thì... Như thế này mới gọi là tiếp ăn chích à? Như thế này. Ui! Nhảy cao lên tí nữa. Tắt quy á. Đấy lúc có quả nhảy lên nó bổ đi. Thì bú máu chắc cú nó không bị bạn chết của mẹ. Ôi hết cung rồi, đến giờ anh phải bỏ lốc sao? Làm sao anh đây? Xin đứng ở sau anh rồi. Nhưng mà đéo được, đừng bị bỏ lốc thì đéo đéo được thì cái nhỉ, làm sao bây giờ? Không sao, để anh giết đâu, ai còn hai mấy cung mà anh bắn được. Thôi chết. Ui, cái gì vậy? Rơi thẳng đất đấy. Nó bắt đầu đánh anh nhảy lên đi, nó nhìn anh nhảy. Không, anh nhảy em, đẹp. Không cần chết được đúng không? Em như cặp tử rồi anh. Coi sói hay cặp tử cũng được. Coi sói hay cặp tử đây. Ôi sao đéo gọi là xoáy rồi. Hết mana rồi. Hết mana rồi. Đúng rồi, xoáy. Anh gọi luôn đi. Anh gọi thì trên cách này không gọi được. Không gọi được. Anh bắn cung hết mana rồi. Cung hết. Bắn cung bằng cái quả căn trôn. Bắn full sát thương thì nó có tính là skin mà. Trở đi. Đây. Đấy, từ anh còn bình mana mà. Từ từ nhá để anh dùng. À đúng rồi, anh còn bình mana anh búi. Rồi. Đéo được. Đéo đến đâu rồi? Phải dưới cơ, phải đứng dưới cơ đi mà trên đéo gọi được. Trên nó đéo ra. Xinh đứng cắn nó nhá để anh xuống gọi nhá. Thôi anh nhảy lên. Em không phải ở đâu nhá. Em cắn khó lắm, đéo được. Thôi. Em cắn đâu đâu. Để anh bắn luôn. Anh chờ tí em chạy vào cổng cái nhá, định mẹ đứng trong cổng anh bắn nó này. Có sao chết rồi, không cần đâu. Chết rồi. Trời ơi! Pha giết bớt rất là hèn quá. Kéo dây đồ à? À đây, dùng con giáo rồi.